chào cả nhà nha. Bữa nay mình cũng chia sẻ cả nhà chiếc hàng bãi ngay nha, Toyota M7530. Đó, em này đẹp vip luôn cả nhà, em này hàng bãi hàng mới, chúng công gấp bánh lên nè. Lớp sau lớp nói là zin ha, còn thấy cứng nhắc nè cả nhà. 12.4R36 nha. Sơn zin cẩu gì chạy từ lươi vậy nè cả nhà. Mong cỡ này vừa co dọn lại là láng bóng nha. Gai em nói nè. Có cái vỏ trước, vỏ trước thì nó nói chung là nó chắc để là xe này để lâu nó hơi bị răng nhiều quá nha, răng nhiều ha. Cái này mình không có số nó mà 8.3-24. Em nói đẹp lắm á cả nhà. Chung nó răng thì cái bên mình thấy bên không nha. Thường thường thì xe này về kho thì người ta sơn dặm lại ngói nó liền lạc ha, tại vì xuống công thì để nó dơ nó bầm dập vậy đó cả nhà ơi. Bầm dập vậy đó. Cái này là xuống công giờ giao là giáp lên đăng kiểm cào mấy cái số sườn này kia hết rồi. Để mình cho cái nhà cùng cái máy em nó coi. Chiếc này thì nó đẹp đó cả nhà. Lâu lâu mới thấy có một chiếc gì cả nhà ơi. Lâu mới có chiếc nè. Còn cái này thì dở lên hơi hơi thôi. Lâu lâu mới về có chiếc ha. Như các bạn cũng hỏi rồi mình không có nhớ ở nhà. Bạn nào thấy thì vô ha. Em này 4 máy nè, để mình cho cả nhà xem kỹ nữa nha. Chưa chùi rửa gì hết nha. Nói chung mình quay thì mình phải quay cái hàng xuống công vậy hơn cả nhà. Dọn dẹp sạch sẽ gì nói gì. Cái này ẩn hiện hiện nha. Có cái kèn. Đó, kèn nó đọc lắm nha. Đẹp. Em này trà lại đánh bóng là nó bóng như mới luôn á. Tại thấy vậy đó cả nhà, tại cả nhà không có quen với cái hàng mà xuống công như thế này nha. Toyota M7530. Cái dàn khung sườn em nói đọc luôn. Đẹp lắm các nhà ơi. Cái này bạn nào thích vô bầm thì em nói nha. Đừng để lâu mình ít thấy có nó nè. Chung nó có cái lỗi chút xíu vậy đó cả nhà. Nó do cái này nè. Đó, lỗi chút xíu là do phần trên này nó rỗ phần trên này nha. Lâu nó đổ bằng trên này và tất cả đều ok hết nha. 3.758 giờ nha. Cái giờ xuống công nữa cả nhà. Bên đó nè. Do hai bên này là chắc có để ngoài mưa nó thiếu nước á. Chứ phần yên này, phần này trong này thì nó ổn hết nha. Ổn hết nha. Sơn nó còn ổn. Có hai cái này đây rồi. Khi mà xuống công người ta giáp ta cắt da cái nha. Đó, ở nước ngoài cắt da nha. Đó, cắt cái điểm này ra hết nè, 4 cái điểm này cắt da hết luôn, về mình hàng lại.
mấy ông không có tháo ốc cái vùng này đâu, không có tháo ra đâu. Mấy ông xuống ông cắt gom lại như đóng sắt vụn rồi. Chưa dọn nó về đây. Cả nhà tới test máy đi cả nhà. Vì mình test máy ok hết thì mình chùi rửa lại ha. Tại vì mấy cái hàng xuống công này thì nó về nè, về kho người ta chà dữ lắm cả nhà. Ta chà một chiếc về 3-4 ngày trời á. Chà từ chút mua mình mua cái tay chai tẩy rửa, ta chà nước sơn này ra thành ra thấy nó bóng nha. Đó đây nè. Chà da về lau lên nó thấy bóng nha. Chứ thằng xuống công này không có cái chiếc nào mà còn bóng hết đó cả nhà. Đó, về chà da đánh lại thì nó bóng thôi. Cái này thì nó có lỗi phần trên này có lỗi, phần trên thì nó râm thôi, phần dưới thì không có gì cả nhà. Em thì nó đẹp à, xuống công thì có chiếc này chiếc kia nha. Rồi, bạn nào có nhu cầu tới xem nó còn trong đường em này, còn rất ok. Phần trên dàn áo trên này là không có gì nha. Đẹp lắm, nó chỉ có lỗi cái phần trên này thôi. Phần trên này nó răng cái đó thôi. Còn phần cái dàn áo này thì đồng nguyên zin hết luôn. Đó, nguyên zin nguyên con luôn đó. Rồi, chi tiết thì cả nhà cứ gọi trực tiếp bên chủ bãi hoặc là bên mình cả nhà. Để hỏi chiếc xe này nó còn hay không nha. Chiếc xe này cũng đang còn giao lái, cho lái vô tới thì lấy rồi cả nhà tới, không hỏi cả nhà tới luôn cũng như. Rồi, cảm ơn cả nhà.